Chết rồi. Ghi nhầm mà sản phẩm là 115 đồng rồi. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Thôi mọi người ơi, đợi em một lát thì em lên like nhá. Em ghi nhầm giá sản phẩm rồi. Không phải bộ đồ này, đây bộ đồ khác mà. Mọi người ơi, tại sao mọi người bảo giống bộ đồ này, đây bộ đồ khác mà. Mọi người ơi, tại sao mọi người bảo giống bộ đồ này, đây bộ đồ khác mà. Mọi người ơi, tại sao mọi người bảo giống là mọi người nhầm rồi, đây là bộ khác mọi người ơi. Sao vậy, để giá vậy luôn, điên, giá để lỗ à? Em toàn nhầm giá thôi, em toàn để giá 115 đồng thôi, trong tuần chưa tắm rồi. Mọi người ơi, đúng rồi, em ít còn ạ. Mọi người ơi, hôm nay em bán thêm một sản phẩm nữa đấy, đâu nhỏ cái được là cái đèn ngủ ấy mọi người ơi, đèn ngủ đổi màu đây này. Ủa, sao nó không đổi nhở? Ô à, đây đó, đổi màu đấy mọi người thấy không, bằng điều khiển của đèn ngủ. Mọi người mua một cái loa và một đèn ngủ nữa về để bay nha. Có thích trà sữa xuống ngã tư Thanh Liêm không? Có anh ơi, anh để lại số điện thoại cho em đi, em có thích trà sữa nha. Bộ quần áo là chả khác gì khác mà. Anh vào chắc anh nhân xem áo hôm qua em mặc như nào đi. Rồi hãng vào đây comment nhá. Áo này áo qua khác nhau. Anh ơi. Nó thì đúng là một cái áo nhưng mà nó khác chi tiết mà mọi người ơi. Không một váy đâu. Một váy không mặc. Mọi người cho em 5 cái gì nhỉ? Cho em 5 giây vào bảo hàng xem qua đi ạ. Cái gì lùm lùm kia cất đi thôi cho đỡ nóng. Cái gì lùm lùm kia là cái gì ạ? Em chào 87 người đang xem nhé. Em chào anh Hà Văn Cơ, em chào anh Cương ạ. À, em bán cả trà sữa mọi người nha. Lại chị em điện thoại sai rồi, áo này với áo qua khác nhau mọi người ơi. Mọi người khỏe giống nhau nhỉ, mệt thật đấy. Em chào anh Quân Nguyên ạ. À, có gì mua không, có gì mua thì vào trong cửa hàng mọi người ơi. Em không nói nhiều đâu, mở mồm ra trong cửa hàng ấy. Loa Adidas đúng rồi, nhưng mà loa Adidas hôm nay vẫn bị xương phổi mọi người ơi, nên không bán đâu mọi người ơi, chưa bán được nha, chứ không phải là không bán nhá. Loa vẫn bán nhá, loa Adidas thì vẫn bán, nhưng mà nó đang bị xương phổi nên là em ngừng bán. Em đang bảo em không anh ơi, em bảo về mua ấy ạ. Bạn có bán thích canh hộ loa này HT. Em bán dạ hương à em, anh vào đi xem cá nhân thôi, không có dạ hương không. Em bán xịt của mùi dày mọi người nhá. Loa trắng bị xương phổi rồi anh ơi. Bán trà sữa bằng tình cảm không? Không cần tình cảm, cần tiền không? Không cần tình cảm. Dạ hương. Mọi người cho em xin 5 giây hay là 1 phút vào hàng em xem qua được không ạ? Những cái đơn hôm qua mọi người đặt hôm nay là tối chiều hôm qua em đi rồi nhá. Anh mua cặp loa bị xương phổi rồi anh ơi, em không bán đâu. Loa bị xương phổi rồi em không bán đâu mọi người ơi. Nó pha xịt cùng mùi nhá. Bán hơi bị nhiều thứ đấy, mệt quá. Loa này thì không anh em, ai em thẩm thử luôn nhá, anh em mua về thẩm thử luôn nhá. Loa cầm vào tay mọi người ơi. Anh ơi, giá trong cửa hàng anh ơi, vừa tay mà mọi người, em có nói điều mọi người đâu, vừa sản phẩm vừa tay mà đúng không? Em bảo rồi mua hai cái vào, mua thêm một cái đèn ngủ bên trên đổi màu rồi mọi người ơi.
đèn ngủ đến trên đổi màu được mọi người nhá, mọi người mua về thẩm thử đi ạ. Có điều khiển từ xa, cái đèn ngủ có điều khiển từ xa mọi người nhá. Có cái mua bán tầm lo một trắng không, lo một trắng thì sưng phổi rồi không bán đâu. Loa đây mọi người ơi, loa đây để em ghim loa lên nhá. Có em bán cả áo điều hòa cho cửa hàng mọi người ơi. Em có bảo người bán trước chưa, có bán loa rồi, em vẫn bán trà sữa bình thường anh ơi. Bán thêm mà mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho em đi nha, để em đông người xem hơn. Một cặp thì là một cặp cũng bán mà. Em bảo mọi người một cặp cũng bán mà một là cái cũng bán, nhưng mà em khuyên mọi người chỉ mua một cái ở 4 nick thôi thì nó mới được giảm, nó được mã giảm giá nhiều. Để anh ủng hộ, đừng hốt cùng em thôi. Nếu em hóp phải như thế này, nhưng mà em không hóp anh ơi, bị dở à. Em nói thì chả ra hơi nên em còn hóp. Anh thích em rồi thế. Em mọi người, em không quan tâm mọi người thích em không, em chỉ quan tâm mọi người mua hàng cho em thôi. Em ăn gì mà đẹp thế? Em uống trà sữa mọi người ơi, em uống trà sữa nhá. Em ăn gì trà sữa mọi người nhá, mọi người ra quán em uống trà sữa nhá. Hôm nào xuống mặt em về luôn. Đầu phủ quán pháp ơi, mấy ngày nay em chưa gội đầu rồi mọi người thông cảm cho em nhá. Mấy ngày nay em chưa gội đầu rồi mọi người thông cảm cho em. Em mới xôn xôn mới phát nữa cho xin. Loa này có sữa anh ơi, anh mua về thử dùng xem, loa có sữa mà. Xin rồi, em chào anh Giai Đinh Hiệp ạ, em chào anh Đinh Hiệp nha. Mọi người ơi, mọi người dành cho em 5 giây là giỏ hàng em xem qua đi ạ. Đèn ngủ có cảm ứng mọi người nhá. Chuyển màu được mọi người ơi. Đó, mọi người thấy không? Có đèn ngủ với loa. Ôi, trong giỏ hàng mà mọi người ơi. Ở trong giỏ hàng mà mọi người. Không, loa trắng bị sưng phổi rồi. Có ai, bình luận của em là loa trắng bị phổi không? Để em ghi bình luận lên cái. Em không bán loa trắng nhá. Qua đường máy đi chị. Có ai đặt đâu mà đường máy cặp loa to kia bao nhiêu? Cặp loa to cặp này hay thích anh ơi. Đây này, đây là hộp của nó anh ơi. Cặp đấy là bị sưng phổi, em đã bảo bị sưng phổi rồi. Dạo nấu hương là dạo ở đâu mọi người? Anh biết em ở đâu không? Em bán cả xịt của mùi dày nha. Ở trong giỏ hàng ấy mọi người ơi, em mọi người qua giỏ hàng của em xem đi ạ. Xử lý. Em gốc Phú Thọ cơ, không phải là người Phú Lý anh ơi. Em bán cả trà sữa nhá mọi người, để nhập em bán cả trà sữa mọi người, em bán nhiều thứ lắm. Nhưng mà đến đời anh này không chữa được anh ơi.
Em bán cái áo em đang mặc không, em không bán anh ơi. Mọi người ơi, mọi người cho em xin mọi người cho em xin 5 giây vào vào hàng đi ạ. Comment nè em lên sản phẩm nhá, chứ em không giới thiệu, em hỏi mồm lắm, cần cái gì thì em mới giới thiệu thôi. Vậy em hỏi cái quần em năm mà không ai em quần em ăn chửi thì khỏi cái chửi top đi mà ở thế cả. Nhưng mà em có chồng em chữa rồi, em không cần anh chữa đâu. Mọi người ơi, cái này ngủ nhá. Như hôm trước đúng không ạ? Vâng. Đó biết rồi, đi cho đặt, cháu lên cho đặt. Đổi màu mọi người ơi, đổi màu nhá. Em ấy lộn ngược. Đó mọi người ơi, mọi người lấy đèn ngủ đổi màu không ạ? Đèn ngủ được tặng cả bàn điều khiển mọi người nhá. Mua đèn ngủ đi về ngủ với người yêu, với vợ nữa. Hòa mạc có ship anh ơi. Không, em không bán áo đâu, em bán đồ trong cửa hàng mọi người ơi. Sao mọi người cứ hỏi áo em, cả áo em cũng bán mà này. Có cả sự phục vụ đầy dép mọi người nhá. Có đổi màu không? Lo trắng anh không anh ơi, lo trắng nó bị sưng phổi, nó không đổi màu được. Nhưng nhà siêu bằng mình không nhảy lên 20 cốc thì xin ship. Ít không ship ạ. Nhà xa lắm, đi về quán gặp cái nịt à. Có một mình em ở quán đâu, em không ship xa được mọi người ơi. Ship xa không ship được. Mọi người ơi, mua loa. Đèn ngủ em mới lên hôm nay, em mới lên cho mọi người nha. Đèn ngủ đổi màu rồi mọi người ơi. Đèn ngủ đổi màu mọi người nha. Em chào anh Long Trừ Tường ạ, à. Em chào anh Loa Dũng, anh ơi có bảo hành anh ơi, bảo hành 3 tháng với cả được đổi anh nhá. Nói chung là hỏng hóc gì cứ gặp em Nhung nhá. Hỏng hóc gì cứ ra 99 chương trình gặp em Nhung nhá. Mọi người thấy em bật loa có to lắm không để em bật bé lại ạ? À? Mà em đang bán loa ở đâu vậy? Em bán loa ở Phủ Lý Trương Chinh mọi người ơi. Loa chưa vào hàng anh ơi. Loa chưa vào hàng ạ. À. Em chào anh Trần Hiệp ạ. À. Em chào anh Trần Hiệp nhá. Em chào anh Nguyễn Tỏa, em chào Hữu Quyền ạ. À. Em chào 95 người đang xem nha. Chỉ đôi TikTok có chức năng thỏ tay qua màn hình thôi. Thế thì lợi cho các anh quá, các anh phải gì phải phấn đấu nữa. Vì gì phải phấn đấu, con nhà lầu xe hơi làm gì nếu mà có cái chức năng đấy ạ. À? Chào 77 người đang xem ạ. À. Mọi người cho em xin 5 giây vào giỏ hàng được không ạ? À? Ừ. Em bật bé đi nha. Em mở bé đi rồi đấy anh một chút thôi ơi. Quê chỉ ở đâu? Em quê chỉ ở Phú Thọ mọi người nhá. Cho anh hỏi loa em đang bán là kết nối với điện thoại ạ. À. Anh ơi, loa em đang bán là kết nối với Bluetooth đấy nhá. Cả điện thoại với cả mọi thứ đều được, có 2 giây thôi. Anh ơi có 2 giây anh ơi. Có 2 giây nhá.
dây này với cả một, nó tặng một dây này với cả một dây em đang cầm đây này. Hai tay anh ơi, kết nối vào Bluetooth anh ơi. Em đang kết nối từ máy tính ra anh nhá. Em đang kết nối nhạc từ máy tính lên loa anh nhá. Lúc nhận mọi người nhận được hộp như này này. Với cả lúc anh nhận là nó bọc như này anh ơi, nên anh không sợ là bị hỏng hóc gì đâu ạ. Em mặc nóng được ngày nay mới có nhiều người xem. Loa cầm vừa tay mà mọi người. Vừa tay thôi mọi người ơi, mọi người cứ hăm loa to làm gì. Ở loa cầm vừa tay không thích à, còn muốn to. Muốn to thì đi tìm loa độ. Ở đây không bán loa độ. Bộ loa của chị bị sụp đổ rồi. Em cảm ơn anh Mr0512 à. Anh ơi có thể vào qua giỏ hàng của em xem được không? Mọi người có cần mua gì mọi người vào giỏ hàng của em nhá. Mọi người muốn lên sản phẩm gì lệ về mọi người lên đi để em giới thiệu nào. Chứ em không giới thiệu nhiều đâu, mỏi mồm lắm. Có bán trà sữa nha, mọi người đừng quên là em bán trà sữa nha. Em cảm ơn anh ạ. Em bán cả đèn ngủ đổi màu mọi người ơi, đèn ngủ đổi màu về ngủ với người yêu nha. Kết nối nha anh mọi người nha. Màu gì cho đẹp nhở, màu cam đi. Màu nào cho nổi nhở, màu tím không quay lại màu tím. Đó mọi người ơi, đèn ngủ đổi màu mọi người ơi. Có phụ hộ điều khiển nhá. Em chào 79 người đang xem ạ. À. Em chào anh Tuyến Lê. Xin cho anh một cốc về Hà Nội ạ. À. Một cốc trà sữa về Hà Nội ạ. À. 500 cốc không ship được về Hà Nội anh ạ. À. Em không bán về Hà Nội đâu. Anh mua loa cho em thì mua. Hà Nội không ship trà sữa được. Mọi người ơi, loa được bảo hành nha, có gì cứ liên hệ em Nhung nha, em Nhung đổi trả thoải mái ạ. Ra đây chơi, nghe điện thoại kết nối qua Bluetooth để phát loa. Nghe nhạc từ điện thoại kết nối qua Bluetooth để phát loa. Vâng ạ, à, điện thoại nói chung là máy tính bảng hay là cái gì thì loa của em đều kết nối mọi người nhá. Loa của em đều kết nối từ Bluetooth ra được mọi người nhá. Vâng, đúng rồi anh ơi, từ điện thoại ra cũng được, và máy tính bảng các thứ ra cũng được anh ơi. Mày làm sao mà bó bột hả Tuấn Anh? Em ở 99 trường Trinh Phủ Lý Hà Nam mọi người nha, em bán trà sữa. Còn mọi người muốn mua gì thì ở trong giỏ hàng em mọi người có thể tham khảo qua mọi người nha. Sau mọi người muốn gì sản phẩm gì thì em thì comment vào để em giới thiệu cho mọi người ạ. Em chào anh Dũng Hy ạ, em chào anh Thắng ạ. Em chào anh Đỗ Thắng ạ. Em không bán anh ơi. Em không bán anh nhá. Nhìn ơi em tên là Nhung anh ơi. Anh cũng mua loa cho em thì anh cứ mua à. Anh muốn lên loa, anh muốn có xem muốn cần. Mọi người cứ đi xem thảo giá đi, giá ở thị trường còn cao hơn giá em bán cơ, hôm qua có một bạn không đợi được em đi kết giỏ hàng mua ở chỗ khác hẳn giá 280 liền. Đắt hơn cả em bán mọi người ơi, mọi người yên tâm đi, em bán vừa rẻ với chất lượng nha. Em bán rẻ với chất lượng mọi người nha. Loa em bị sưng phổi anh ơi, loa em không bán đâu nhá, loa trắng không bán mọi người ơi, loa trắng bị sưng phổi rồi. Cứ hỏi hoài, ta chịu mày rồi lại ngã, để chịu mày rồi anh ạ. Em bán cả xịt của mùi dày mọi người ơi. Có lọ xịt của mùi dày ấy ạ, đây ạ. Hai có 80x 2 chai cho mọi người nhá. Em bán xịt của mùi dày dép mọi người ơi, ở trong giỏ hàng ấy ạ. Em
mọi thứ cứ hỏi nhiều. Cứ hỏi nhiều, tao không muốn trả lời nữa, tao đã bảo tao bị sưng phổi rồi. Hỏi chào anh Dương Quang Cường ạ, à. Em chào 69 người thêm em Hà Nam ạ, à. Vâng ạ, à, em ở 99 Trường Trinh ạ, à. Em chào anh Minh Long ạ, à. Em chào 67 người đang xem, em chào anh Nguyễn Văn Hiệp ạ, à. Em chào anh Vũ Thắng ạ, à. Đầu xe nát luôn, chỉ thế thì tao chịu mày đấy, mày nghỉ trà sữa xong mày ngã liên tục lên tuần này. Em chào anh Phú Tông Đô, em chào anh Nguyễn Bảo ạ, à. Em chào anh Lực Phạm ạ, à. Em chào 61 người đang xem nha. Vâng ơi, mọi người chia sẻ like cho em với ạ, à. Nghỉ được giải ra bao nuôi, làm việc ăn mà bao nuôi, Trường Chinh thành phố Phủ Lý, đúng rồi anh ơi, em ở Trường Chinh Phủ Lý Hà Nam anh nhá, ở gần Vincom nhá. Ngọc Trinh ơi, em đang nói Nhung nào đây, chứ đây không phải chị em nhá. Hello, em chào anh Thủ Lạc ạ, à. Em chào anh Nguyễn Thị Quyền ạ, à. Hello chị em, ừ chị chào em. Chào bé Nhi nhá. Đến ca em đi làm rồi à? Anh ơi, bắt đầu ca của em là ca em là ca ban ngày. Anh ơi, nếu anh qua quán ban ngày thì nào cũng gặp em. Dạ, chị không chơi đâu, đi chơi bên kia cũng vui lắm. Chị phải bận bán hàng ấy mà, không có supply của chị. Cũng khá chơi nhá, bây giờ chị không chơi đâu. Tối qua em thấy chị đánh ghen là phủ lý. Điên à? Ông chồng có con rồi thì chị phải đánh ghen. Ủa sao em đang nói xà lơ vậy Ngọc Trinh ơi? Chờ năm 2 lượt xem, người xem ạ, à. Dạ đúng rồi ạ, à. Trước em làm sân bay mọi người ơi. Mọi người thích nghe làm gì nào? Thôi mọi người, em không nhảy được mọi người ạ, à. Ở ngoài đường toàn mọi người nhìn em chết, em lại chết. Nhạc của tao á, mày cũng mua loa cho tao không mà mày bảo nhạc của tao. Ôi, bị sưng là vâng, em bị sưng giai đoạn 3 rồi anh ạ, à. Nên là mình nó bị sưng to thế này, mọi người thông cảm nha, mọi người đừng có hỏi loa nữa, đây không phải là loa. Cụ thể em bán gì anh vào giỏ hàng của em xem qua được không anh Củ Lạc ơi, em có bán loa, bán đèn ngủ mọi người nhá. Đây ngủ nhé, em đổi màu rồi mọi người ơi. Bàn điều khiển này. Ơ, ấn lại đâu được nhỉ? Đây. Đấy, đổi màu ấy nè. Vừa nãy em để đổi ngược. Anh cảm ơn anh Nghĩa Nguyễn ạ, à. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ, à. Mọi người ơi, mọi người đẩy đơn cho em đi để chiều em có động lực đi gửi hàng cho mọi người. Chưa một đơn em ngại đi lắm. Mọi người mua thịt của mùi dày cũng được, mua hộ em. Cái này thơm này, giá rẻ. Mọi người nếu mà có mã giảm giá áp vào còn mấy nghìn ý. Mọi người ấn thử hộ em xem có mã giảm giá không. Còn em ở gần mặt phố đi bộ anh ơi. Nói chung là tối nay nó sẽ rào cả chỗ em vào nữa. Ở Trường Chinh anh ơi, mặt Trường Chinh anh ơi, không phải mặt Biên Hòa nhá. Mặt của em là bên mặt Trường Chinh anh ơi. Gần Biên Hòa anh ơi, tối nay. Em chào anh Lê Xuân Giang mọi người ơi. Mọi người cho em xin 5 cây vào giỏ hàng của em xem qua. Mọi người có cần mua cái gì trong giỏ hàng không ạ? Xịt của một giày thơm lắm mọi người ơi. Mọi người cũng gửi ông em xịt online nhá. Tối nay mọi người qua phố đi bộ nhá. Em ở ngay phố đi bộ Phủ Lý mọi người nhá. Mọi người ơi, đèn ngủ đổi màu rồi, mọi người mua đèn ngủ về ngủ người yêu, nhanh lên mua đèn ngủ về là có người yêu đấy. Đây đổi màu mọi người ơi, đổi tất cả các màu ở trong đây nhá. Anh mua bình thịt dày chiều đóng hàng chung cái loa anh nhé. Anh mua bình thịt dày chiều em đóng hàng chung cái loa anh. Anh ơi thế thì em
anh mua thêm thịt dày à? Anh mua thêm thịt dày thì ô em anh kết bạn chưa nhỉ? Anh kết bạn với em đi, xong là có gì thịt củ mùi dày anh chuyển khoản riêng cho em cũng được, anh đỡ phải đặt lại, đỡ phải bị mất mất mã giảm giá. Anh đừng đặt lại đơn, anh chuyển khoản cho em là được. Mọi người mua rồi mà muốn mua thêm thì cứ inbox cho em nha. Mọi người đừng đặt lại đơn vì đặt lại đơn là mất mã giảm giá đấy. Em có đèn mà có người yêu đâu bịp anh à, em có đèn mà có. Anh cứ mua về đi, anh cả loa đi, loa nhà em có sữa đấy. Anh mua thử xem. Em bán loa mọi người nha. Em bán cả trà sữa nhé, mọi người đừng quên là em bán trà sữa ở Phủ Lý Trần Trinh nhá. Công việc của em là đang là bán trà sữa mọi người nhá. Mọi người đừng quên. Hồ mã này lập đích mới, loa đâu anh ơi. Loa cầm vừa tay anh nhá. Loa lúc mà anh nhận nó như này này, cả nó có hộp chống sốc nữa. Nó có một hộp chống sốc đây này. Đây này. Nó có cả tặng hai cái dây sạc nhá, mọi người không yên tâm đi. Bán em may mà tặng loa cầm vừa tay nên em khuyên mọi người là mua hai cái mọi người nhá. Em đây là em review chân thật mà, loa này chẳng cầm vừa tay thì là cái gì đúng không? Mọi người cho em xin 5 giây qua giỏ hàng của em được không ạ? Xin bán công trả sữa xuống Lê Công Thanh được không? Anh ơi, anh ở chỗ nào Lê Công Thanh ạ? Có anh ơi, em có ship Lê Công Thanh anh ơi. Anh Tú ơi, em vẫn nhớ mặt anh mà, anh để lại số điện thoại được không? Có ship Lê Công Thanh nhá. Ship luôn cũng được. Để lại số điện thoại đi, xong em check Zalo. Anh ơi, anh ở Lê Công Thanh lâu không anh ơi? Anh ở Lê Công Thanh lâu không anh? Anh ở chỗ nào Lê Công Thanh vậy ạ? Loa Adidas bị sưng phổi mọi người ơi. Mọi người ơi, em bán trà sữa mình đừng quên nhá. Hôm nay có phố đi bộ đấy, mọi người ghé phố đi bộ Phủ Lý thì ghé quán em nhá. Một loa bán anh ơi, một loa cho cửa hàng anh ơi, em vào cửa hàng giúp em nhé. Em ghim loa cho mọi người nha, loa cho cửa hàng mọi người ơi. Mọi người có mang mọi người áp nó chỉ còn đầu 9 thôi, hôm nào có một anh còn áp còn có 180 cho anh ơi. 180 hoàng kim thôi. Mọi người muốn em lên gì ạ? Em chào anh Hoàng Thanh ạ. Hai loa không bán. Một cốc của anh. Một cốc của anh Tú ơi. Chỗ bùng binh tam giác á. Rồi loa này đang bị loa của anh nói lôi loa Adidas này đang bị khung phổi mọi người ơi, mọi người đừng hỏi em không bán đâu, em chỉ bán loa trong cửa hàng thôi. Và bây giờ em mọi người ơi, em tắt live em đi. Mọi người mua cho em đi để em tắt live, phát em đi đâu bây giờ ship hàng cho khách đây, em đi ship cả tới khách đây. Thế em cứ làm một cái như hôm trước anh nhá, một cốc như hôm trước nha. Không phải là hàng trưng bày mà là đang bị sưng phổi em không bán thôi. Nhưng mà nó hết sưng phổi là em bán đấy, nhưng mà nó chả hết sưng phổi đâu. Thôi mọi người ơi, em xin được offline 30 phút em làm trà sữa đi, đi ship cho khách đợi tí nữa em lên. Con ở nhà với bà nội rồi, hôm nay bà nội nó về. Thôi nha.